Quý khán giả hướng tới đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải khí nhà kính, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiều nay, tại tỉnh Hậu Giang, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, gọi tắt là IRRI, tổ chức hội thảo tham vấn chính sách ban hành quy trình kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn về quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Dự có ông Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi năm, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 24 triệu tấn rơm rạ phát thải sau thu hoạch, nhưng chỉ 30% được thu gom, tận dụng để làm kinh tế như trồng nấm, làm thức ăn gia súc hoặc phủ vào gốc cây trồng. Ông Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế cho rằng, khoảng 70% lượng rơm rạ còn lại bị đốt bỏ hoặc xử lý không đúng cách, vừa lãng phí, vừa gây phát thải khí nhà kính, ảnh hưởng tới môi trường. Đây là thực trạng trước nay chưa được giải quyết. Là thúc đẩy phát triển ngành sản xuất lúa gạo bền vững và giảm phát thải khí nhà kính thì chúng ta cũng phải đưa ra được các giải pháp kỹ thuật, các cơ chế chính sách để nâng cao lợi ích của nông dân. Và tất cả các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính không phải làm khó cho nông dân mà phải là làm lợi cho nông dân. Các chuyên gia dẫn chứng, chỉ 1/4 giá trị nông sản ở các nước châu Âu có được từ sản xuất, còn lại 3/4 giá trị đạt được ở các khâu sau thu hoạch. Trong các năm qua, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế nghiên cứu 5 mô hình tận dụng và xử lý rơm rạ tại 5 hợp tác xã ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long là trồng nấm, làm thức ăn để nuôi gia súc và làm phân bón sinh học trên cây rau màu và cây sầu riêng. Bước đầu mang lại hiệu quả tích cực khi giảm được khoảng 50% lượng phân bón hóa học. Hiệu quả phân bón hữu cơ từ rơm rạ được Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long thực nghiệm trong 23 năm qua trên 46 vụ lúa. Khi bón 6 tấn rơm rạ quay 1 trên 1 hecta thì có thể thay thế được 50% lượng phân vô cơ. Đây là hướng đi bền vững cho phát triển nông nghiệp trong tương lai. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, nếu lượng rơm rạ ở đồng bằng sông Cửu Long được tận dụng hiệu quả để trồng nấm rơm xuất khẩu, thì mỗi năm có thể thu về khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, giúp 1 triệu lao động có việc làm. Đặc biệt khi phụ phẩm được xử lý đúng cách sẽ mang tới lợi ích cao hơn cho sản xuất nông nghiệp. Đó là giá trị văn hóa, giá trị tinh thần và trách nhiệm của người nông dân nắm vào hạt gạo. Cái người dân của vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước hai thách thức. Một là chúng ta phải thích ứng với biến đổi khí hậu, nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ không làm cho cái biến đổi khí hậu đó nó tăng thêm. Và chính sự sản xuất lúa này phát thải khí nhà kính sẽ làm cho biến đổi khí hậu tăng thêm. Thì trước hai thách thức này mà chúng ta giải quyết được thì cái trách nhiệm và sự thân thiện của người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ được gắn vào trong cái hạt lúa này. Và hạt lúa này nó sẽ mang lại cái giá trị khác, không phải là chỉ chúng ta ăn vào nó ngon mà chúng ta nhìn thấy được những cái tinh thần của Việt Nam cũng như tinh thần của cái cư dân đồng bằng sông Cửu Long đối với cái ngành nghề mà chúng ta đeo đuổi. Trong những năm qua, các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long quan tâm nâng cao chất lượng lúa gạo, giảm phát thải khí nhà kính, gắn với tăng trưởng xanh. Điển hình như tỉnh Hậu Giang ban hành đề án phát triển nông nghiệp bền vững, nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí mua thiết bị nông nghiệp, trong đó có máy cuộn rơm. Nhưng hiện tại thiết bị thu gom rơm ướt ở vụ hè thu và thu đông còn thiếu. Trang thiết bị hiện đại, quy trình kỹ thuật tiến bộ cùng với chính sách phù hợp gắn với lợi ích của người nông dân là các giải pháp được đề cập để giải bài toán về nâng cao chất lượng lúa gạo hướng tới sản xuất bền vững trong thời gian tới. Dịp này, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế ra mắt quy trình và chuyển giao sổ tay quản lý rơm rạ theo hướng tuần hoàn và phát thải thấp cho ngành nông nghiệp các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.